Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền Video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái con app xem video giống kiểu của TikTok hoặc là YouTube Short ha Thì nó là những cái thể loại video ngắn để cho chúng ta xem Và như vậy là các bạn sẽ kiếm được xu ha Từ xu thì chúng ta sẽ quy ra thành tiền Và với cái ứng dụng này thì nó cũng mới thôi, khoảng tầm tuần trở lại đây ha Ứng dụng này nó có tên đó là Lucky Talk ha Thì mình sẽ để cho các bạn cái đường link ở phần mô tả video này để tải cái ứng dụng này về Hiện tại thì mình uh, tải về rồi, mình đăng ký rồi nhưng mà mình chưa có nhập mã nhận thưởng nếu mà bạn nào có nhập mã nhận có mã nhận thưởng á, các bạn có thể gửi cho mình á, để mình nhập vào trong đây để mà cả hai cùng nhận được thưởng ha ngoài ra thì cái ứng dụng này nó cũng sẽ có một cái chương trình giới thiệu á, là khi bạn giới thiệu người khác thành công thì bạn sẽ nhận được số tiền lên đến đó là 30.000 xu ha 30.000 xu thì nó sẽ tương ứng là khoảng 4.286 đồng và không phải là nhận được ngay đâu mà khi mà bạn giới thiệu như vậy á thì phải có cái điều kiện đó cái người mà được bạn giới thiệu á mỗi ngày ít nhất phải xem 30 phút và xem ít nhất đó là 10 video thì tổng cộng như vậy trong 3 ngày thì bạn có thể nhận được số xu lên đến là 10.000 xu. Và nếu mà từ sau đó nữa, tổng cộng 7 ngày nữa thì bạn mới nhận được thêm là 16.000 xu ha. Cứ duy trì như vậy thì bạn sẽ nhận được tổng đó là 30.000 xu ha. Và mời một người thành công thì đầu tiên nhận được 4.000 ngày đó. Ở đây thì mình cũng mời được 5 người à, trong đây thì lúc lúc chiều mình có thử là mời ở trên một cái nhóm của nước ngoài thì cái đó là mình sử dụng trên một cái app khác nữa App mạng xã hội ha Thì mình đăng cái đường link trên đó Và được 5 người đăng ký Thì mỗi người mình nhận được 4.000 xu Trong này 5 người thì có bốn người là người nước ngoài Một người là người Việt Nam ha à, Hiện tại thì mình thấy cái app này nó cũng khá là hay Nên muốn chia sẻ cho các bạn ha Nhất là những bạn mà học sinh, sinh viên có thời gian á Thì chúng ta nên thử, thử sức qua cái app này ha à, Trong cái phần trang chủ thì các bạn có thể thấy là Có những cái loại video ngắn ha Nên chúng ta có thể thử sức ở đây Còn trong cái phần video này thì khi mà bạn muốn xem một cái thể loại video nào dài á thì chúng ta cứ thử đây và chúng ta xem ha, cũng sẽ nhận được cái phần hộp quà hiện tại thì mình đang có một hộp quà ha, bằng cách là chúng ta xem những cái video trên đây nè đó xem video trên đây ha, thì bạn sẽ nhận được cái hộp quà nó sẽ nằm trong phần thưởng ha và bạn nếu mà có nhiều quá thì bạn sẽ bấm mở cái hộp quà này lên bấm mở cái hộp quà này lên để chúng ta nhận thưởng thưởng này nó bằng xu ha và khi mà bạn muốn rút tiền á thì nó sẽ có nhiều lựa chọn cho bạn rút ha rút về tài khoản của paypal rồi uh, chuyển khoản ngân hàng, rồi nạp thẻ điện thoại, rồi rút về sàn của Binance ha. Rút về sàn Binance bằng cái đồng là Shiba. Đó, thì cái min rút tiền ở đây nó sẽ có tương ứng theo cái vụ rút của PayPal thì nó là 10 đô, tương ứng là 1 triệu 600 1 triệu 760 000 coi ha. Còn nếu mà rút 25 đô thì là 4 triệu 400 ngàn coi. Đây, cái min rút của nó cũng khá là cao đúng không? Nên cái ứng dụng này mình nghĩ là chơi thì chắc là cũng lâu đó, lâu nó cũng tiền á nếu mà bạn không giới thiệu được cho ai thì nó lại càng khó hơn nữa ha. thì cái ứng dụng này mình thấy sơ qua nó cũng sẽ giống với cái ứng dụng là cách to be này nè nó cũng y chang như vậy ha trong cách to này thì mình cũng đã có chơi mình được 95 ngàn nhưng mà chưa rút được tiền mình muốn để 100 ngàn mới rút rồi cái video này thì mình sẽ làm ngắn như vậy thôi này các bạn nếu mà xem được video này á thì nếu mà muốn chơi cái app này thì bấm vào trong phần mô tả video để tải cái ứng dụng này về ha ngoài ra thì trên kênh của mình đang có chương trình là mini game á là random tặng thẻ cào thì các bạn có thể để lại phần bình luận video này ha để hôm sau thì mình sẽ tìm ra người may mắn nhận cái thẻ cào trị giá 20k ha mỗi video như vậy thì mình sẽ cố gắng gom lại và sẽ tặng cho các bạn một cái thẻ cào hiện tại thì video và kênh cũng còn nhỏ tương tác cũng còn ít ha nên các bạn nếu mà xem được thì nhớ cho mình một like một sub và nhớ bật cái quả chuông bên cạnh để khi mình ra những video mới thì các bạn có thể là đón nhận được ngay nhé rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những cái ứng dụng kiếm tiền lần sau nữa. Nếu bạn thích nếu bạn yêu thích kênh của mình á thì bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.